À, xin kính chào quý khán giả của Việt TV Canada Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 25 tháng 5 Có những tin đáng chú ý như sau Một nữ thẩm phán tối cao Pháp viện Canada được trao bằng tiến sĩ danh dự Theo những tin tức vừa được công bố Vào ngày thứ Ba 24 tháng 5 trường đại học Yale Đã được trao bằng tiến sĩ danh dự Trong buổi lễ ra trường của các sinh viên diễn ra vào ngày thứ Hai vừa qua đây là lần đầu tiên một người phụ nữ canada đã được trao bằng tiến sĩ danh dự từ trường đại học yale người được trao bằng tiến sĩ là bà rosalie silverman abella thẩm phán tối cao pháp viện canada trong buổi lễ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự trường đại học yale đã ca ngợi bà abella là một trong những thẩm phán giá trị bà abella sinh tại đức tị nạn qua Canada từ năm 1950 và tốt nghiệp trường Đại học luật Toronto vào năm 1970. Sau nhiều chức vụ ở tòa án tỉnh bang Ontario, bà đã được chọn vào làm thẩm phán tòa án tối cao Canada vào năm 2004. Hai con chuột lớn vừa trốn khỏi sở thú Hyde Park. Vào ngày thứ Ba 24 tháng 5, các viên chức của sở thú Hyde Park trong thành phố Toronto đã lên tiếng báo động là có hai con chuột lớn có tên là Capybaras, đã trốn khỏi chuồng nuôi trong sở thú và đang lẫn quẩn trong khu công viên. Hai con chuột này lớn bằng những con chó nhỏ được đem từ Nam Mỹ sang. Chúng cao gần 2 feet và nặng trung bình từ 75 pound cho đến 150 pound. Ca sĩ Kurt Downey bị bệnh ung thư không chữa được. Theo những tin tức vừa được công bố, vào ngày thứ Ba 24 tháng 5, ca sĩ Gord Downey của ban nhạc The Tragically Hip đã bị ung thư não và theo các bác sĩ thì bệnh ung thư này không chữa được. Việc định bệnh đã diễn ra vào tháng chạp năm ngoái và đến bây giờ tin tức này mới được công bố. Trong cuộc họp báo ở bệnh viện Sunnybrook, bác sĩ James Perry cho biết là ca sĩ Downey bị bệnh ung thư não gọi là glioblastoma. Bệnh ung thư này lan rất nhanh Bác sĩ Perry cho biết ca sĩ Downey đã trải qua một cuộc giải phẫu trong mùa đông vừa qua và sau đó đã trải qua các cuộc trị liệu bằng hóa chất và quang tuyến. Bệnh ung thư glioblastoma là loại bệnh ung thư não thường thấy ở những bệnh nhân tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi. Tuy ca sĩ Downey phải qua những cuộc trị liệu, ban nhạc The Tragically Hip, ban nhạc thành lập ở thành phố Kingston, tỉnh bang Ontario vào những năm 1980 sẽ tiếp tục những cuộc trình diễn theo như đã dự định trong mùa hè sắp đến. Đội cầu Toronto Raptors ăn liệt hạ đội Cleveland Cavaliers. Sau khi thua liên tiếp hai trận đầu ở cầu trường Cleveland, người ta nghĩ rằng đội cầu Toronto Raptors khó mà thắng được đội cầu Cleveland Cavaliers trong vòng bán kết của cuộc tranh cúp vô địch Hiệp hội NBA. Thế nhưng qua hai trận đấu ở cầu trường Air Canada, đội cầu Raptors đã ăn liệt hạ đội cầu Cavaliers cả hai trận. Trong trận đấu thứ tư diễn ra vào ngày thứ hai 23 tháng 5 tại cầu trường Air Canada, hậu vệ Kyle Lowry đã có 35 điểm trong khi hậu vệ DeMar DeRozan có 32 điểm và đã giúp cho đội cầu Raptors hạ đội cầu Cavaliers với tỷ số 105-99. Cầu thủ LeBron James có 29 điểm cho đội cầu Cavaliers. Trận đấu thứ năm của cuộc tranh chức vô địch vùng đông NBA sẽ diễn ra trong ngày thứ tư ở cầu trường Cleveland. Trong trận đấu vừa diễn ra, ngoài trên 20.000 khán giả may mắn có vé, ngồi xem trong cầu trường còn có gần 5.000 khán giả khác đứng trong quảng trường Jurassic bên ngoài cầu trường Air Canada để xem miễn phí trên một màn ảnh rộng. Quảng trường chỉ có chỗ cho 2.200 khán giả đứng xem. Những người muốn đến xem phải đi thật sớm, trước giờ trận đấu khai diễn, nhưng còn có trên 2.500 người khác không có chỗ phải đứng ngoài vòng đai bao quanh quảng trường. Thành phố Toronto đã được thế giới biết đến như là một thành phố đa chủng tộc, và khán giả ái mộ đội cầu Raptors cũng là những khán giả đa chủng tộc. Có những người Á Châu, những người Ấn Độ, những người Trung Đông đứng bên cạnh những khán giả da trắng cổ võ cho đội cầu Raptors. Một nhà thờ chi tiêu 6.000 đô la cho đón người tị nạn. Vào tháng Giêng năm nay, chính quyền liên bang đã thông báo cho những người có trách nhiệm ở nhà thờ St. Barnabas ở thành phố Victoria, tỉnh bang BC là sẽ có một gia đình 6 người tị nạn Syria đến. Các viên chức trong nhà thờ đã bỏ ra 6.000 đô la mướn một căn chung cư 3 phòng ngủ chuẩn bị. Nhưng gần 5 tháng trôi qua, những người tị nạn Syria vẫn chưa qua được. Gia đình 6 người này vẫn còn kẹt trong trại tị nạn ở Jordan. Theo những giải thích của chính quyền liên bang, thì sau khi thâu nhận 25.000 người tị nạn, số công chức được gửi qua các trại tị nạn đã được rút về gần hết, cho nên đã có những chậm trễ trong việc đón nhận thêm những người tị nạn khác. Các viên chức của nhà thờ St. Barnabas cũng cho biết họ phải quyên thêm tiền để có thể duy trì căn chung cư 3 phòng ngủ này cho những người tị nạn sẽ đến. Một hành khách bị bệnh tâm thần muốn hút thuốc trên phi cơ khiến một chuyến bay phải đáp khẩn cấp. Theo những tin tức vừa được loan báo vào ngày thứ Hai 23 tháng 5, một chuyến bay của hãng hàng không Đức Lufthansa khởi hành từ phía trường Munich trên đường đến thành phố Vancouver, Canada đã phải đáp khẩn cấp xuống phía trường Hamburg vì một hành khách gây rối loạn. Chuyến bay LH476 đã hạ cánh xuống phía trường Hamburg và cảnh sát và một bác sĩ đã lên phi cơ đưa xuống một người đàn ông các bác sĩ sau đó đã cho biết người đàn ông này bị bệnh tâm thần và đã được chuyển đến một bệnh viện tâm thần ở gần đó. Theo ông Dan Lodge, một hành khách ở thành phố Vancouver có mặt trên chuyến bay, thì người đàn ông này ngồi gần phía cuối chiếc phi cơ đã la hét đòi mở cửa sau của phi cơ khi máy bay đã bay trên cao và còn muốn bật quẹt hút thuốc. Một phụ nữ Quebec chết đuối ở Peggy's Cove theo tin của Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP phổ biến, vào ngày thứ Hai 23 tháng 5, thì một phụ nữ ở tỉnh bang Quebec đã đi du lịch ở tỉnh bang Nova Scotia và chết tại Peggy's Cove vào ngày Chủ nhật. Cảnh sát cũng cho biết là họ không nghi ngờ trong cái chết xem ra là vì tai nạn này. Theo bà Jennifer Clark, cảnh sát viên của lực lượng cảnh sát RCMP, thì người phụ nữ 46 tuổi này đi trong một chuyến du lịch với nhiều người khác. Theo chủ nhân của công ty cho bướn tàu Peggy's Cove Boat Tours, thì người ta thấy người phụ nữ này đứng trên những mỏm đá trước khi bị rơi xuống nước. Khi các nhân viên cấp cứu đến nơi thì nạn nhân đã chết. Người ta cũng tìm được chiếc sắt tay của người phụ nữ này. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra và chưa có công bố tên tuổi của nạn nhân. Chính quyền thành phố Toronto dự định xin tổ chức hội trợ thế giới 2025. Theo những tin tức vừa được công bố, vào ngày thứ Ba 24 tháng 5, chính quyền thành phố Toronto đang nghiên cứu dự án xin tổ chức World Expo 2025 cũng theo những tin tức vừa được công bố trong ngày thứ ba, thì Thủ tướng Trudeau có nói là chính quyền liên bang sẽ nghiên cứu cách hỗ trợ cho chính quyền thành phố Toronto một khi thành phố này được quyền tổ chức Hội trợ Thế giới vào năm 2025. Hội trợ Thế giới cứ 5 năm mới tổ chức một lần và hội trợ sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng là nơi trưng bày các sản phẩm mới, những phát minh mới vừa được khám phá trên toàn thế giới. Hội trợ Thế giới năm 2015 đã diễn ra ở thành phố Milan, Ý và lần tới năm 2020 sẽ diễn ra ở thành phố Dubai. Theo bà nghị viên Kristen Wong Tam, thì cư dân của thành phố Toronto sẽ không phải đóng một xu thuế nào cho chi phí tổ chức hội trợ. Cũng theo bà nghị viên Tam, thì một số hợp đồng gồm 40 những nhà thương mại sẽ đứng ra nhận công tác. Canada đã đứng ra tổ chức hội trợ thế giới một lần vào năm 1967 tại thành phố Montreal. Bắt được một con tôm hùm màu xanh ở tỉnh bang Nova Scotia. Theo những tin tức vừa được loan báo vào ngày thứ Hai 23 tháng 5, thì trong ngày thứ Sáu vừa qua, ông Blaine Marsh, một ngư phụ ở vùng Cape Breton, đã bắt được một con tôm hùm màu xanh ở làng đánh cá Alder Point. Dĩ nhiên, con tôm hùm màu xanh hiếm có này sẽ không được bán ra. Cháu gái của ông Marsh đã đặt tên cho con tôm hùm này là Blueberry. Theo bà Mary, vợ ông Marsh thì bắt được một con tôm hùm màu xanh là một điều rất hên. Người bắt được sẽ có một mùa đánh tôm thịnh vượng kiếm tiền. Tỷ lệ bắt được một con tôm hùm xanh trên biển khó không thua gì trúng số 649. Tỷ lệ bắt được con tôm hùm xanh là 1 trên 2 triệu lần. Trong năm 2013, các ngư phụ ở tỉnh bang Nova Scotia đã bắt được hai con tôm hùm màu xanh và hai con tôm hùm này hiện đang được nuôi ở một hồ nuôi cá ở Toronto, Toronto Aquarium. Tuy nhiên, theo ông Marsh thì con tôm hùm Blueberry này sẽ ở lại với gia đình của ông những ngày cuối tuần trước khi ông sẽ đem nó ra thả lại ở ngoài biển. thêm một thanh niên thứ nhì bị đâm chết ở bãi biển Wasaka. Theo những tin tức vừa được loan báo vào ngày thứ Hai 23 tháng 5, thì thêm một thanh niên nữa ở đã bị đâm chết ở trong vùng Wasaka Beach. Như thế, trong 3 ngày cuối tuần qua đã có hai thanh niên bị đâm chết. Nạn nhân thứ nhì tên là Eric Tello, 22 tuổi, cũng từ thành phố Boston đến nghỉ mát trong những ngày cuối tuần. Trong ngày thứ Bảy, anh Francesco Molinero, 18 tuổi, cũng ở thành phố Boston đã bị đâm chết ở Wasaga Beach. Cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm của hai vụ giết người này và cũng không biết là hai cái chết này có liên quan với nhau hay không. Đại Nhạc Hội Thời Báo tại Montreal Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Đại Hí Viện Pierre Pellado ở Montreal đã diễn ra Đại Nhạc Hội Thời Báo với chủ đề Nhạc Tình Lam Vương. Đây cũng là dịp vinh danh người nhạc sĩ tài hoa này nhưng thường thọ 80 tuổi của ông do Quỹ Cộng đồng Thời Báo tổ chức. Đại nhạc hội Thời báo là sự kiện được tổ chức thường niên ở ba thành phố lớn Toronto, Montreal, Vancouver. Năm nay khán giả được thưởng thức những tình khúc vượt thời gian của nhạc sĩ Lam Phương qua phần trình bày của các ca sĩ như Elvis Phương, Đan Nguyên, Ngọc Anh và MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Đặc biệt chương trình có sự góp mặt của nhạc sĩ Lam Phương trở lại với khán giả Montreal sau nhiều năm xa cách. Đêm đại nhạc hội Thời báo thu hút hơn 1.000 đồng hương tại Montreal đến tham dự. Chương trình được diễn ra trong suốt 4 giờ đồng hồ đã đưa khán giả của Montreal hòa quyện theo những cung bậc cảm xúc khác nhau. Du dương của những tình khúc trữ tình, lãng mạn trải dọc cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương. Như mọi năm, mục đích của Đài nhạc Hội Thời Báo là nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Canada và quốc nội mà Quỹ Cộng đồng Thời Báo đã thực hiện trong suốt 12 năm qua, từ khi được thành lập cho đến nay. Đại nhạc hội thời báo tình khúc Lam Phương đã rất thành công trong niềm vui và tình yêu của khán giả dành cho nhạc sĩ Lam Phương. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Canada ngày 25 tháng 5. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.